10 giây nhớ nhanh công thức tính đạo hàm của hàm số lũy thừa. Đầu tiên, đó chính là đạo hàm của hàm số x mũ n. Nó sẽ bằng n nhân với x mũ n trừ 1. Ở đây, thầy lấy ví dụ là đề toán 2021. Yêu cầu tính đạo hàm của hàm số x mũ 5 phần 3 thì chúng ta áp dụng công thức sẽ được như sau. Đó chính là 5 phần 3 hạ xuống và nhân với lại x mũ này. À, các bạn lấy số mũ ban đầu, các bạn trừ đi một đơn vị thì thầy sẽ được là x mũ 2 phần 3. Tiếp theo, đó chính là đạo hàm của hàm hợp. Ở đây chúng ta có u mũ n đạo hàm sẽ bằng n nhân với u phẩy và nhân với u mũ n trừ 1. Và bạn nhớ nếu như đạo hàm của hàm hợp thì luôn luôn phải nhân với u phẩy. Nào, ví dụ dưới đây, đó chính là tính đạo hàm của hàm số x bình cộng 1 mũ 1 phần 3. Thì chúng ta xác định ngay u chính bằng x bình phương cộng 1. Và bây giờ chúng ta có đạo hàm như sau. 1 phần 3 thì các bạn hạ xuống này. Sau đó lấy u đạo hàm chính là lấy x bình cộng 1 đạo hàm thì các em sẽ được là 2x. Và chúng ta sẽ nhân với x bình phương cộng 1. Cái số mũ bây giờ sẽ là lấy số mũ ban đầu trừ đi 1. Lấy 1 phần 3 trừ 1 thầy sẽ được là trừ 2 phần 3. Và đến đây cả lớp rút gọn sẽ được là 2 phần 3 nhân với x bình cộng 1 mũ trừ 2 phần 3.